Đến thời điểm này, công tác tuyển quân tại huyện Bát Sát đã hoàn tất. Địa phương có 123 công dân được gọi nhập ngũ năm 2024. Trong số 123 công dân lên đường nhập ngũ có 100 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 23 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, được biên chế về 3 đơn vị là Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai và Công an tỉnh Lào Cai. 100% tân binh đều có trình độ văn hóa từ trung học cơ sở trở lên. Với truyền thống nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, trong đợt giao quân năm 2024, huyện Bát Sát đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gặp gỡ, động viên, tặng quà, giúp các thanh niên trúng tuyển an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ để ngày giao quân trở thành ngày hội của toàn dân.